Xin kính chào các bạn học sinh trên toàn quốc yêu quý. Chào mừng các bạn đã đến với kênh học toán với thầy Nho. Hôm nay thầy giới thiệu các em một cái bài toán khá thú vị như sau. Đó, chứng minh cái hàm số 8x đồng biến đến khoảng trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Thì phương pháp làm đấy thì chúng ta sẽ dùng định nghĩa chứng minh theo định nghĩa đó là gì? Đó là ta sẽ lấy hai cái điểm x1 này, x2, hai phân tử này thuộc khoảng trừ pi trên 2 bất kỳ đấy đến pi trên 2. Và giả sử x1 bé hơn x2. Đấy. Chúng ta cần chứng minh. Đấy. Cần này. Chứng minh y1 bé hơn y2. Đấy. Tức là ta cần chứng minh là y2. Đấy. Trừ cho y1 này là lớn hơn 0. y2 thì cái này chính là tan của x tương ứng tại x2. Tan của x1 lớn không. Đấy. Ta cần chứng minh cái biểu thức này lớn không. Biểu thức này theo kiểu biểu thức P chẳng hạn. Ta có P sẽ bằng, các bạn biết tan là bằng sin trên cos sin x2 chia cho cos x2 trừ cho tan x1 bằng sin x1 trên cột của x1. Đấy. Lúc này cột x2, cột x1 là một số chung, do đó cái sẽ bằng cột x1, cột x2. Đấy, quy đồng lên đây là sin x2 cột x1 trừ cho sin x1 cột x2. Thì các bạn thấy trên này sin cột trừ cột sin thì đấy chính là sin của một hiệu là gì? x2 trừ cho x1 trên cột x1 cột x2. Và các em nhớ thầy là với x1, x2 thuộc trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Đấy, vẽ đường tròn lượng giả đoán. Từ đây đến đây thì cột sẽ lớn không các bạn nhé. Vậy là với x1, x2 như vậy thì cột x1, cột x2 dương. Và với một x1, x2 như vậy thì ta sẽ có là x2 trừ x1 sẽ lớn hơn, nhỏ hơn. X2 trừ x1 thì sẽ nhỏ hơn pi. Đấy. Và x2 lớn x1 sẽ lớn không. Đấy, trên khoảng này. Bởi vì x1 x2 thuộc khoảng này, do đó x2 trừ x1 thì sẽ nhỏ hơn x2. X2 đấy, trừ x1, ta chọn x2 cái này, x1 cái này thì nhỏ hơn pi trên 2 trừ pi trừ pi trên 2 là pi. Nên từ đây sẽ suy ra sin của x2 trừ x1 này là dương. Do đó kéo theo cái tỷ số p này dương này, tỷ số này dương. Tức là y2 lớn hơn 1 thì cái này dương các bạn nhá. Vậy y2 lớn hơn 1 tức là x1 nhỏ hơn x2 kéo theo y2 nhỏ y1. Các bạn nhớ nha, xem các bài giảng trên kênh của thầy thì phải xem đi xem lại nhiều lần và xem hết video bài giảng thì mới hiểu được. Tránh trường hợp xem vlog, xem hài hước một vài phút thì các em đi ra thì các em sẽ không hiệu quả gì cả các bạn nhá. Đến với kênh của thầy thì phải như vậy. Kênh của thầy thì các bạn phải xem đi xem lại nhiều lần, thậm chí các bạn phải đặt trình nhạc ra để hiểu hơn vấn đề thì mới hiệu quả được. Còn không thì cái sự tự hào các em không có đấy, cho đó là kết quả các em sẽ thấp các bạn nhé. Và ở đây ta sẽ có x1 nhỏ đi xa thì ta đã chứng minh y1 nhỏ đi hai, tức là x tăng thì y cũng tăng trên cái miền này, với x trên x biến đổi trên cái miền này, cái khoảng trừ pi trên 2 đến pi trên 2.
vậy suy ra cái hàm số này là đồng biến trên khoảng này. Đấy. Vậy từ đây ta kết luận là cái hàm số tan x đồng biến trên cái khoảng trừ pi trên 2 đến pi. Và do cái tham số này tuần hoàn chu kỳ pi, do đó là cộng thêm pi này nữa, dịch chuyển khoảng này sang trái pi đơn vị hoặc là sang phải pi đơn vị, 2 pi đơn vị, 3 đơn vị, thì kết quả hàm số vẫn đồng biến. Và từ đó ta kết luận được ra cái hàm số này, hàm số lượng giác này, tăng x này sẽ đồng biến đến khoảng trừ pi trên 2 cộng với k pi đến pi trên 2 cộng với k pi k thuộc z và nhé, đồng biến đến khoảng này. Công nhận điều này nhé, các bạn có thể hiểu bằng cách là lấy một số ví dụ để hiểu thêm các bạn nhé. Các bạn đến với kênh của thầy thì các bạn xem đi xem lại nhiều lần, xem cho hiệu quả nhé, đừng có xem một vài giấy bỏ đi thôi, không có hiệu quả gì cả bạn nhé. Cuối cùng cảm ơn các em đã theo dõi cái video clip này, chúc các em sức khỏe, học tập thật tốt, chúc các em một năm học đầy thành công. Chào các em, nhớ đăng ký kênh để cập nhật các bài học mới nhất nhé. Chào các em.